có chèo thuyền đấy nhỉ. Này cano này mà. Chứ không có chèo thuyền thơ mộng đến tận nhà. Đi lên đi em. Mẹ đi đi. Ra đi ông nội hay là đi mẹ? bốn nhánh xong. Vâng, đây di chuyển bằng thuyền chứ bằng cái gì? Coi như giao thông trên nước này. Này, giao thông trên sông nước lẹ lên. Bố đâu rồi? Bố đây. Sao khóc nóng thế? Đây, căn nhà lớn rồi hết này.
ha. Mới rồi mà. Mấy cái này là lên hết cả nhà này. Mới hết rồi. Nhà mới hết rồi. Có đất kìa mày kìa. Mà trong này mênh mông à. Ghé vào phố cổ như thường. Papa có muốn pha lên ở bột. Papa đi về bớt nghỉ đi. Wow. Nhưng mà đi ít thì nó vừa tiền đúng không con? Đi nhiều đấy nha, tiền nó nhiều tiền. Đứng nhìn mẹ ra đứng mình nhìn này giờ ở trong nhìn cái gì mình thấy bọn kia đi taxi đi chơi mà mình mà thuê thuyền đi một giờ chắc nó cũng thế thôi. Chắc phải 5-70 cũng không thể đâu. Nhưng kia đi theo người cũng biết đâu. Mình đi nhiều người nó khác. Hotel. Mẹ ơi. Lấy cái nó đây nào. Thôi đứng ra với bà nội đi. Ra bà nội tôi trả dù cho. Nè mẹ ơi. Thôi thôi em đừng nghe. Cô đứng gì nè, đứng ra út giỏi quá. Xem ra thám dậy đứng với em kìa, thám dậy ra. Tụi bây giờ đứng với em kìa. Mẹ ơi, quên đi ta cô. Dạ, ta cũng lên. Đó mẹ ngồi đây mới quay được mẹ. Con sai đẹp quá, không sao bây giờ.
Em ơi, không được đâu, té xuống đó. Cho xuống đi. Nước, thấy nước không? Ai đây? Con thích không? Ai đây? Hả? Ai đây? Tao khổ quá, tao học, tao hậu. Cái gì? Có chút xíu rồi đi ra xuống mày đưa. Không có biết đến định giác thì Tùng nói rồi, nó hiểu rồi, nhưng mà đến xe.